Sáng ngày 2 tháng 12, tại thị xã Sapa, Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã tổ chức hội nghị giao ban công tác hội và phong trào nông dân năm 2022 với 8 tỉnh trong cụm thi đua số 1. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai, lãnh đạo Hội Nông dân của 8 tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Hà Giang, Yên Bái, Phú Thọ, Điện Biên, Lào Cai và Lai Châu. Trong năm 2022, Hội Nông dân các tỉnh trong cụm thi đua số 1 đã tích cực thi đua xây dựng Hội Nông dân trong sạch vững mạnh, phát triển hội viên mới, thực hiện tốt công tác hội và các phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, góp phần để khu vực miền núi phía Bắc ngày càng có nhiều mô hình kinh tế tiêu biểu, cuộc sống của hội viên nông dân ngày càng được nâng lên. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và đánh giá tình hình phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, những kết quả nổi bật của công tác hội, kết quả thực hiện nhiệm vụ và triển khai phong trào nông dân, công tác tự đánh giá, chấm điểm thi đua, xếp loại đánh giá năm 2022, thống nhất với chủ trương nhất quán của Trung ương hội đề ra, đó là tiếp tục tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền vận động cán bộ hội viên tích cực tham gia học tập, quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước, đẩy mạnh phong trào thi đua, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, hoàn thành các chỉ tiêu thi đua và kế hoạch đã đề ra.